Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với Lê Khôi Audio. Clip được đăng tải chính thức trên kênh YouTube Lê Khôi Audio 0962 8283 84. Đó cũng là số hotline cũng như là số Zalo. Anh em cần giải đáp thắc mắc tư vấn vui lòng alo trực tiếp cho Lê Khôi Audio. Rồi, xin cảm ơn anh em đã nghe những cái lời chia sẻ. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu tới anh em một cái tâm lý rất đẹp mà hay còn gọi là nhìn vào nó là tan chảy, không cầm lòng nổi. Và những anh em nào mà đã lỡ xem cái con âm ly này thì chắc chắn cũng bằng mọi giá thì cũng sẽ tìm cách để đưa em nó về. Rất là đẹp. Đó là con âm ly Pilot ha, model là 365. Thì con âm ly này là thương hiệu của Mỹ và đời này thì được sản xuất tại Nhật anh em nhé. Với là ngoại hình rất là to và rất là đẹp. Rồi, đó là bây giờ thì Khôi sẽ quay một vòng bên ngoài trước và sau đó thì Khôi sẽ là tháo cái phần ruột gan để anh em xem chi tiết nha. Đầu tiên là anh em xem về cái mặt trước. Được thiết kế cái mặt màu đen và đồng hồ và cái đài radio thì màu xanh rất đẹp nha. Con này thì có một chút bị chày ở đây. Thì cái này chỉ cần một cái bút lông màu đen thì quẹt lên là xong anh em ha. Rồi, tất cả các núm này zin rất là đẹp. Đó, đây Khôi quay sát anh em xem này ha. Còn vẫn dính một tí xíu bụi nè, chưa lau sạch nha. Rồi tiếp theo là qua cái vỏ gỗ, đây là cái vỏ gỗ zin anh em ha, vỏ gỗ zin, đây là vỏ gỗ zin của hãng. Đó. Anh em thấy là cái ngoài hình rất là to ha, rất là sâu. Đây này anh em, này mình đo nha, đo cái bàn tay của mình là hơn 20 này, hơn 40 anh em, chắc là 44 á nha. Còn về cái chiều rộng này, 20 này, 40 này, gần 50 á anh em ha, 48-50, rất là gọi là rất là gấu á ha, mà rất là đẹp nữa, nhìn từ xa cũng đẹp mà nhìn gần cũng đẹp anh em ha. Tuyệt vời. Bây giờ Khôi sẽ cho máy xuống và quay một vòng đi. Quay một vòng kiểu như hoa hồng á anh em ha. Đó. Nhìn từ các cái góc cạnh đều đẹp anh em nha. Đó. Ok. Vỏ zin thì nó mới có cái lưới nền zin này anh em. Rồi đây mình quay ở phần sau ha. Đó anh em, đây là cái anten này, anten. Còn đây là cái model này 365 anh em ha, điện 120V, công suất là 360W. Đây nè, dải tần của AMFM đã ghi rõ trên này, được sản xuất tại Nhật ở Japan. Thì cái con này á, đây nó có các cái cầu chì nguồn này, rồi các cái cầu chì bảo vệ loa. Đây nè, nhìn rất là kỹ lưỡng anh em ha. Có nghĩa là con âm ly này được đầu tư thiết kế cũng rất là công phu và rất là chắc chắn. Bên đây là cầu loa. Ok. Thì bên này thì các cái đầu vào tín hiệu vào anh em ha. Đầy đủ chức năng, có phono, có đầy đủ. Rồi. Vậy thôi. Thì theo cái thiết kế là con này nó có 4 CH. Nhưng mà thật sự cái con này nó chỉ có 2 thôi. Mình đang nghe ở sau đó, nghe có 2 kênh thôi. Đánh cũng rất là tốt anh em nhé. Chất âm thì chắc chắn nó sẽ hơn các cái dòng âm ly cổ điển của Nhật, tại vì nó là thương hiệu của Mỹ anh em ha. Rồi ok, đó là cái phần giới thiệu cơ bản ngoại hình cũng như cái chức năng bên trong. Còn bây giờ thì anh em đợi Khôi trong giây lát, Khôi sẽ tháo luôn cái vỏ ra để anh em cùng xem qua cái phần thiết kế bên trong. Đây anh em, Khôi đã tháo cái phần vỏ ra rồi để anh em xem cái phần thiết kế bên trong. Cấu tạo bên trong anh em ha. Rồi đây là cái phần ruột gan bên trong. Thì cái con này thật sự nó không xuất sắc, tại vì cái đời này được sản xuất tại Nhật nên cái sườn này á người ta không có mạ, nên nó theo thời gian thì nó có phần đôi chút nó bị ố, nhưng mà tổng thể nó vẫn rất là đẹp anh em ha. Tổng thể đẹp, quan trọng là máy hoạt động tốt. Ok, thì đầu tiên Khôi hay giới thiệu đó là về cái phần cái tủ này còn dơ quá này, chưa chùi. Thì hãng này sử dụng 3 cái tủ anh em ha. Đặc biệt là cái tủ này là tủ do những cái hãng mà chuyên sản xuất tủ. Cái này là Macom á, Macom chứ không phải là sự. Đây này anh em, không phải sử dụng tủ của hãng Elna, nên nó sự khác biệt nó nằm ở đó anh em nha. Rồi thì đây là Khôi quay tổng thể cái máy ha. Anh em có thể nhìn từ xa hoặc nhìn gần. Rồi ok, có đơn giản. Này nguồn lớn này, tủ lớn. Thì cái tủ này nó sẽ ăn sâu xuống dưới nữa anh em nha, chứ không phải nó nằm như đó. Nếu như mình lật ở phía dưới lên thì nó sẽ thì
tủ lớn này, nguồn lớn này. Anh em nhìn cái thông số này, cái tủ này là 3300 mi, 35 V. Còn cái tủ ở giữa, cùng vầy anh em sử dụng 3 tủ ha. Rồi tiếp theo là con này được thiết kế tới 48 con sò. Tuy nhiên là con này sử dụng sò nghé, nó không có bạo lực. Con này không có bạo lực anh em, nhưng mà chất âm nó hay. Sò này là sò nét anh em ha. Thì khi mà Khôi tháo ra có kiểm tra thì Khôi thấy có hai con sò bên này có cái dấu, nhưng mà mình kiểm tra kỹ là mình thấy cây này là tại bên 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 Nhật. Họ đã bảo hành đúng sò đúng số anh em ha, nên là gọi là đúng zin, đúng số đúng sò. Nên gọi là zin, zin 100% luôn. Cam kết với anh em là zin 100% anh em ha. Rồi ok, cái phần đột gán nó chỉ có vậy thôi. Về cái phần Khôi ghép thì tí nữa ghép loa thì Khôi sẽ nói luôn anh em nha. Rồi ok, bây giờ thì anh em chờ đợi Khôi trong giây lát để mình lắp ghép vào và test loa, anh em nghe thử chất âm. Rồi bây giờ thì Khôi xin mời tất cả anh em cùng với Khôi để test chất âm con 5D này, cũng như test các cái chức năng để biết được con 5D này nó hoạt động hoàn hảo. Anh em ở xa yên tâm mua hàng anh em nhé. Thì cũng chia sẻ với anh em là dòng Pilot này là thương hiệu của Mỹ, nó được sản xuất tại Nhật, nên con này được thiết kế chủ yếu là cho các cái thị trường châu Á, nên đánh bolero rất là hay anh em nha. Anh em có thể ghép với nhiều loa. Bây giờ thì Khôi sẽ mở một khúc bolero, anh em cùng nghe nha. Tình yêu em như sóng biển dâng tình.
Thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn để Khôi test radio anh em ha, tại vì nhiều lúc không test, anh em yêu cầu mình phải test lại nó mất thời gian. Rồi bây giờ chuyển sang radio này, đây là AM này ha, bụng nước ở có sẵn luôn này, có thể can làm tình trạng sẽ đó có sẵn này đó, ok ha. Cần bột cho hay chiếc thẻ này được sản xuất và bán rất chạy tại Nhật Bản. Bắt rất là tốt. Bây giờ mình chuyển sang tiếp FM. Có luôn này. Thực hiện các cái hoạt động kinh doanh đa cấp trên mạng hoặc là những cái hành vi khác. Ý bán ra. Trong khi đó, hơi hiện bán ra ở khu vực phía Nam đến 75 ngàn đồng một ký. Mức giá này. Mình muốn rõ hơn thì mình sẽ bắt một cái antenna phụ phía sau nha anh em. Thì đó là một trong những cái sự rất là nét anh em. Mà cho đến thời điểm này không khác gì âm ly luôn. Và mình làm luôn. Sau cái ngày hôm nay thì mình làm thử thách gen COVID ra lần luôn. Rồi ok, con âm ly tuyệt vời. Máy móc zin hoạt động tốt, tất cả các chức năng AM FM. Con này là FM 108 anh em ha. Và AM là 1006. Chuẩn bắt được rất là nhiều đài. Rồi và Khôi cùng xin được báo giá luôn cho anh em chơi. Con âm ly này có giá hiện tại cho anh em sưu tầm vừa chơi là giá 14.500.000. Anh em nào quan tâm thì liên hệ Khôi để giao lưu anh em nha.